Rồi thì nó bao hết cả cái vậy mà vậy thì gì. Nhưng mà tự mình cảm nhận mình thấy nên nó cảm tự mình cảm nhận thế này. Nó có nhẹ nhàng nhưng nó có vui vẻ lắm. Được, có nữa, một tí, nhưng mà đêm nó vẫn ra một mềm. Những cái lúc những cái lúc bình thường nó sần như kiểu da gà như là nó mịn không? Tức là cảm thấy đỡ nhiều đúng không? Cho cái xem ảnh cũ của bạn được không? Rồi cho bác vào đây. Trước cháu thấy là nó lên những cái lớp sần ni ti. Ừ. Để bây giờ cô sẽ xem so với ảnh cũ rồi cô sẽ so sánh. Chân lưng có không nhỉ? Không. Thế là có bụng. Ừ. Cũng cảm giác cháu khác một chút nó phẳng lại. Ừ. Rồi. Thế ở bên thì vẫn nhớ nhiều nhỉ? Đây là cổ tay bên, bên này. Tớ ngồi quay thẳng người lên cô này. Ô, đỡ nhiều quá. Nó sần nhiều lắm. Trước nó sần này. Yeah. Và bây giờ nó đã hết cả cái sần và nó đang dịu đi. Rất là tiến triển rất tốt luôn. Thế còn bên kia, còn cái này là đây. Ồ. Đây, chỗ này. Ô, chỗ này nó đã bạt hết sần rồi. Cháu thấy không? Sao cho bạn xem. Này, có nhìn thấy không? Còn bây giờ lại đi như này rồi. Yeah. Còn một tí nữa. Ở trên này thì nó vẫn còn đúng rồi, như cái này sờm sờm đi. Tay áo thì cũng sợ nó lao bớt đi. Nó có cái viền rất rõ. À, lúc cháu bôi thuốc cái này thì cái tay áo có bị quẹt vào thuốc không? Thôi, cháu vén hết lên mà. Ờ, nhớ nhá. Tức là để lúc nào nó khô hẳn thuốc rồi, kể cả lúc thuốc kia nhá. Vâng. Đỡ rất là nhiều. Cái chỗ này lúc đầu là nó ngứa nhiều nhất ấy. Chỗ này nhiều nhất hả? Không. So với ảnh cô chụp thì không phải chỗ đấy phải là nhất. Tay. Tay thì vẫn khô à. Ngồi chỗ bụng luôn. Ảnh chỗ bụng. Rồi. Hai tay là đỡ nhiều nhất ấy. Vâng. Cái chỗ này nó nhẹ hơn nên là nhìn tiến triển nó không được rõ ràng. Vâng. Còn chỗ nào nữa không? Ba chỗ thôi đúng không? Rồi. Mình chụp lại ảnh cho tay nó lên. Thank you.
Thank you.